Xin chào mọi người nhá. Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi xử lý cái tín hiệu wifi nó bị quật kém. Quật kém là như nào thì theo cái quy định của tổng công ty nhá, là những cái thuê bao nào mà có tín hiệu nhỏ hơn âm 25 và thường là ở nhỏ hơn âm 28. Âm 28 này, âm 29, âm 30, âm 31, âm 32 là chúng ta sẽ phải đi xử lý cái sự cố nó gọi là quạt kém. Nhiều anh em có hỏi là nằm trong cái giải bao nhiêu thì tín hiệu nó sẽ tốt. Đối với cái hệ thống mạng Viettel ấy, thì từ giải tốt nó sẽ là từ âm 17 đến âm 24,95 thì nó sẽ nằm trong cái khoảng mà tín hiệu wifi của nhà mình là tín hiệu của công suất quang đầu vào ấy là nó cực tốt. Để mà đi xử lý một cái hệ thống quạt kém như này thì anh em cũng phải lưu ý là thứ nhất anh em phải chia ra nó có mấy cái việc như sau. Thứ nhất là có thể là do cái đầu phát của anh em bấm lâu ngày ấy là nó bị suy hao cái đầu phát dẫn đến tình trạng quạt kém. Cái thứ hai nữa là do cái dây thuê bao trong cái quá trình sử dụng khách hàng họ buộc dây lên, họ buộc như kiểu dây điện ấy và dẫn đến tình trạng là bị quạt kém. Cái thứ ba là do lỗi cái modem. Nhiều cái modem nó cũng bị suy hao cái chỗ cắm vào chỗ nối của cái từ dây cáp quang đến cái modem, cho nên là nó sẽ bị suy hao. Đấy, nó chỉ có 3 cái trường hợp như vậy thôi. Đầu tiên anh em đi xử lý nhá, thì anh em từ nhà khách hàng này chạy ra cột, thì anh em đi một vòng, một lượt để anh em xem ở trên cái cột điện xem nó có bị buộc dây hoặc là có một cái gì có một cái gì đấy nó thay đổi hay không. Nếu mà anh em không thấy có cái bất kỳ thay đổi gì thì anh em sẽ chuyển sang, anh em sẽ kiểm tra lại cái đầu phát ở trong nhà với ngoài tủ cáp Viettel. Tiếp đến nếu mà không được thì anh em lại kiểm tra xem cái modem nó bị suy hao hay không. Cái lúc kiểm tra modem thì anh em phải sử dụng đến máy đo anh em nhé. Máy đo thì mình mới biết là tín hiệu đầu vào của cái modem là bao nhiêu. Rồi, mời anh em đi cùng tôi nhé, để cùng kiểm tra cái thuê bao này nó bị quạt kém. Trên này đây nó chỉ đi vào mấy bụi tre ở đây, thuê bao tầm khoảng độ 200 mét. Chưa thấy có gì thay đổi.
Em biết ơi. Vâng. Ở đây có một cái điểm khách hàng buộc này. Điểm này cũng không... không thấy có vấn đề gì. Ở đây mọi người lưu ý là không nên quấn cái dây như kiểu dây điện. Mọi người phải cẩn quấn vòng như này. Hình như đợt trước là khách hàng có chuyển sang bên này. Khả năng là cắm ở trong model bị lỗi. Tám mười bốn hai mốt hai tám vẫn 28 anh em ạ. Đây à, vâng, à, cho anh thẹn ạ. Nó ai à đây do buộc như này, buộc như này nó bị nó dung chứ có cái anh em đọng lên trên đi chồng. Đấy, vứt leo tạm một cái này em mà thời gian mà em mình phải ăn đây em chuyển lên đi chồng. Đồn đồ ai nên co dùng nó yếu này, nó yếu sóng. Hắn hắn liên thì cho tao vay hồi được cái dùng cái nó hóng tivi trên tivi được người ta heo đi nhá. À. Đấy, cái dao cái chuột tivi heo đúng rồi.
Ngay tới anh đưa nó nào. À, à mấy anh kết lực tuần đi giờ. Rồi ok. Hai mươi bữa đông thì sang co lòng phong là bát đàn không? Đi bát đàn. À. Đi bát đàn. Nó kể từ cố nó nhổ nó bị lỗi ra rồi biết nó quay ra. Ừ. Nó bên đây giăng ba mình chơi. Vâng vâng vâng. Liên thì quay nhẹ thôi. Lúc cố tỉnh như là TV đó nó chậm mà. Nghe thì quên chơi ra. À đây, đây, đây em thì anh cứ cầm lên nhé. Anh nói rồi anh rồi, hôn đi rồi. Con đi rồi nó nói. Chơi em chơi cho anh cứ đưa cái vệ em quật quẩn chưa đọng lên đi cho học đâu quế bây giờ nhớ đọng lên thì đi cho nó ướt lòng cho con nó khuế. À rồi anh đập đỡ đỡ thấp quá hay nó à. Hai học đứng ở bên này rồi bây giờ cắt ok. Điện lên cái gì nó có lô hay là chỗ cái đọng cái đèn ấy nó có tiện. Ừ. Nó khênh mà. Ừ. TV bị chở anh hả cái nào? Dạ. TV bị chở à? Nó con nó bị va cố cố nó dỗ mà ném kha. À chà. Cái tay giữa nó hai thân bốn cái đầu phần nó mang nó bọc kềnh. Tình mát có nó là thong lấy ra biển cho cũng có báo khanh nhận được viên rồi đi nó ốc con báo khanh nhận được rồi cũng là phải dùng gì đó để mày chê nhá cái cơ cái liệu ông biển nó vào để ô tô bẩn để theo là nó thẻ ba bốn ngay như mày nó ngay cũng có động à. Anh Dung ăn lô hay là nhỏ? Đi lô ở đâu? Ê, có cái gì tôi tục tắc cái điện thoại. Ngày chỉ chuyên nghiệp lúc này của thịt chim mình khỏe lúc bữa nằm qua thao lên bẫy. Vâng. Bắt đầu mua bẫy, đánh đen lắng lắm rồi, bữa 4 năm thao lên bẫy mới
vì trên phố nó lâu lâu quát máy mới nó hô và chim mới ra đi chuột lại. Chơi TV nữa. Ok đây. Anh đớt lên cao cao lên đấy, nó bao nó phát nó long nó ổn tâm nó rung khỏe. Xoay mãi. Vâng. Nếu mà em thử mua nhỉ, đợi công ty lô lắm óc thì nói có hơn 2 triệu mà lúa mua dùng ăn lô óc có là bỏ nên ăn mấy năm ở đây. Ok đây, à đây nhá, em đi xin phép đây, à đây nhá, đi xa vay đi hơn. Vâng. Em thấy cái quạt kém nó xử lý nhanh không? Cái nguyên nhân ấy thì do quan của nhà ông anh này là nó thấy ở trong cái góc lúc nãy ấy, là nó sóng nó yếu quá, thế là nó chuyển vào trong đấy. Nhưng mà nó chuyển là nó lại dùng cái nó buộc cái dây nó bị cái dây đấy nó bị gấp quá, bị cong dẫn đến suy hao tận 5 dB rồi anh em ạ. Lúc nãy mình chuyển ra đấy rồi thì nó giảm xuống 5 dB. Đây lúc nãy là gần 28 này, đây 23 5 dB. Đấy. Thì khi mà anh em tự chuyển cái dây thuê bao thì anh em lưu ý nhá. Thứ nhất anh em phải cắm chặt. Anh em lưu ý là phải thứ nhất là phải cắm cái đầu phát với lại cái moden là cắm phải chặt. Anh em cảm nhận nhá. Anh em cắm một cái, nghe một cái tách một cái là xong. Cho anh em không cần phải dùng lực nhiều, anh em chỉ cần cắm vào một cái xong nghe một tiếng tách một cái là được. Và anh em lưu ý nữa là khi chúng ta quấn cái dây thuê bao ấy thì anh em không được buộc. Không được buộc cong của nó sẽ phải theo cái hình vòng tròn ở đây. Và cái bán kính của cái vòng tròn đấy thì anh em lưu ý là nó phải lớn hơn 20 cm.
đấy, cái cuộn cuộn đây là phải lớn hơn hạn vòng đấy, phải lớn hơn 20 cm thì nó mới đảm bảo được cái nó không bị suy hao. Đấy. Bây giờ sự cố này là đóng được rồi anh em ạ. Sự cố từ ngày hôm kia nhưng mà hôm nay mới đi làm được. Lỗi dây thuê bao này, suy hao trên cáp này, suy hao trên cáp nguyên nhân. Khách hàng chuyển mô đen. Gây suy hao cáp. Khi mà anh em chuyển thì hết sức lưu ý như vậy. Thứ nhất là anh em đảm bảo được cái tín hiệu và cái tốc độ của đường truyền internet. Cái thứ hai là anh em đảm bảo được cái mỹ quan của cái nhà khách hàng. Đó. Tôi video hẹn anh em video hôm sau nhá. Video này kết thúc ở đây thôi.